luyện viên Park Hang-seo đưa ra yêu cầu bất ngờ khi tái ký hợp đồng với VFF và đội tuyển Việt Nam. Kính chào quý khán giả thân mến, gần đây câu chuyện về hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Châu Xìa trở thành chủ đề được cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, những thành tích không như mong đợi của huấn luyện viên người Pháp khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam đã khiến ông Deschamps đối mặt với sự phản đối từ người hâm mộ, yêu cầu VFF sa thải ông ngay lập tức. Trong những ngày qua, đã có nhiều tin đồn xoay quanh việc bầu Đức chi trả một khoản tiền lớn để mời huấn luyện viên Park Hang-seo quay trở lại thay thế ông Deschamps đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là đã thông qua người đại diện của mình đưa ra một yêu cầu đối với VFF và ông Bầu Đức trong quá trình đàm phán hợp đồng. Với những thành công đạt được cùng bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong 5 năm vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ người hâm mộ tại đất nước hình chữ S. Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng VFF nên sớm sa thải ông Châu Sia và tái duyên với huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo. Theo nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc, thông qua người đại diện, huấn luyện viên Park Hang-seo mong muốn VFF xem xét đề nghị của ông chỉ tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam thay vì phải kiềm nhiệm các đội trẻ như U23 hay đội Olympic như trước đây. Ông Park tin rằng việc này sẽ giúp ông không phải phân tâm ở nhiều mặt trận và tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đội tuyển quốc gia Việt Nam mạnh mẽ hơn hướng tới vòng loại World Cup hay Asian Cup trong tương lai. Yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là hợp lý và sẽ giúp ông tập trung phát triển đội tuyển quốc gia một cách hiệu quả nhất. Theo nguồn tin từ Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo rất mong muốn được ký hợp đồng với VFF tiếp tục đóng góp và để lại di sản cho bóng đá việt nam huấn luyện viên park hang seo chia sẻ tôi đã đọc được nhiều tin tức ở việt nam hồ tấn tài bị bỏ rơi mà không có lý do hoàng đức bùi tiến dũng thành trung thì liên tục bị đầy ải ở thời gian gần đây tiến linh quế ngọc hải có thực sự chấn thương không không biết lý do thật sự là gì và bóng đá việt nam sẽ đi về đâu với ông châu Sia. đội tuyển việt nam luôn ở trong tim tôi và tôi sẵn sàng đón nhận những thử thách mới tôi sẽ vẫn chờ những cơ hội đến với mình. Tôi vẫn còn nguyên khát khao công hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam theo cách phù hợp nhất. Khi mới tới Việt Nam, tôi đã thức cả đêm để nhớ tên các học trò. Tôi rất muốn chinh phục những danh hiệu và hướng tới những điều lớn lao hơn cùng bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục sản sinh ra thế hệ cầu thủ tốt hơn nữa nếu như được trao cơ hội. Chiến lược gia sinh năm 1957 nhấn mạnh ông cực kỳ xem trọng công việc tại Việt Nam và xem đó là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cầm quân của mình. Mới đây, Bầu Đức tỏ ra sốt ruột vì VFF chưa tỏ ra kiên quyết sa thải Châu Siêu và chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo. Trưa nay ngày mùng 3 tháng 2, ông Bầu Đức chia sẻ với truyền thông, tôi nghe dư luận nói nhiều về việc VFF nên sa thải huấn luyện viên Châu Siêu và ký hợp đồng mới với ông Park. Thú thực tôi rất muốn điều đó xảy ra, nhưng bản thân tôi không có quyền hạn gì. Tôi không phải là phó chủ tịch tài chính ở VFF nữa, nên chỉ có thể chờ đợi như mọi người mà thôi. Từ khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, tất cả đều đã rõ ông Park Hang Seo có làm được việc hay không, có phải là người mà bóng đá Việt Nam cần hay không. Bởi vậy cá nhân tôi nghĩ cần sớm ký hợp đồng với ông ấy huấn luyện viên Park Hang-seo đã đem đến thành công cho bóng đá Việt Nam trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển. Chẳng cần bàn cãi về năng lực, ông ấy đã được tất cả người hâm mộ ghi nhận rồi. Còn về vấn đề trả lương, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, nhiều người sẵn sàng thay VFF trả cho ông Park. Tôi nghĩ điều này không quá khó khăn. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhiều lần tâm sự yêu quý Việt Nam, muốn gắn bó lâu dài và nơi đây mang đến cho ông niềm hạnh phúc trong công việc. Bởi vậy, vấn đề ở đây không phải là tiền bạc. Nhiều người sẵn sàng trả lương cho ông Park thay cho VFF. Huấn luyện viên Park Hang-seo ký hợp đồng với đội tuyển quốc gia là chuyện cần phải gấp rút, bởi ông ấy đã chứng tỏ tài năng cùng sự công hiến cho bóng đá Việt Nam. Cùng với đó, ông Bầu Đức một lần nữa lên án mạnh mẽ ông Chelsea Ông Đức nói, trong trận gặp Indonesia, phóng viên có hỏi ông Chelsea vì sao không sử dụng đỗ hùng dũng. Ông ta trả lời rằng Hùng Dũng không chịu được áp lực lớn, nhất là trong 10 phút đầu của hai hiệp đấu. Thế mà trận gặp Nhật, Hùng Dũng là cầu thủ chơi hay nhất đội tuyển Việt Nam. Rồi trận gặp Iraq, Hùng Dũng chơi từ đầu cho đến cuối trận, ai cũng thấy cậu ta chơi cực tốt, đảm bảo thế trận cho đội tuyển Việt Nam. Nói lại như kiểu ông Chelsea thì đội tuyển Indonesia mạnh hơn đội tuyển Nhật Bản và Iraq vì thế Hùng Dũng không được sử dụng. Như thế thì đúng là nực cười thật yêu bóng đá phải có lý trí, phải biết phân biệt đúng sai. Theo tôi thấy, ông Chelsea vì một lý do nào đó không sử dụng đúng người trong trận gặp Indonesia khiến Việt Nam thua và ông ta phải chịu trách nhiệm. Nhìn cái cách đội tuyển dưới thời ông Chelsea một năm qua vẫn vậy. Tin tôi đi, có cho đến 2-3 năm sau thì vẫn vậy thôi. Lối chơi của ông này chỉ có bấy nhiêu, chuyên qua chuyển lại một phần ba sân nhà, chấm hết, không có mảng miếng tấn công, không có đối sách phòng ngự, việc truyền từ sân nhà một cách máy móc quá nhiều làm tăng nguy hiểm khung thành khi đối thủ pressing tầm cao và làm chậm nhịp độ tấn công khi đối thủ rút về củng cố đội hình đó là chưa kể việc cứ dập khuôn theo lối đá lý thuyết làm cầu thủ mất đi sự sáng tạo thay vào đó là các công nhân chỉ biết chạy và truyền đó là lý do ông ta nhận đỗ hùng dũng văn thanh văn toàn đội tuyển bây giờ cứ như các công nhân đi đá bóng vậy nói gì thì phải làm đấy khi đối thủ bắt bài thì hết đường ông Châu Sia bị sa thải liên tục từ Qatar cho tới Trung Quốc, thất nghiệp vài năm phải sang Việt Nam là có lý do của nó. Ông này mà nghỉ ở Việt Nam, thử xem ai thèm mời làm huấn luyện viên với lối đá này. Chúng ta nghe ông Châu Sia thuyết trình thì hay lắm, nhưng thực chiến thì ngồi im thiên thít. Chưa biết chỉ đạo theo nhịp của trận đấu, chỉ biết đá bàn bật, truyền qua lại sau đó mất bóng và các tình huống nguy hiểm cho đội bóng sẽ đến. Nhìn lối đá mà lo sợ phập phòng, không yên tâm thủ không ra thủ, tấn công không ra tấn công, không có xu hướng phát triển. Phát biểu thì lung tung, chẳng có gì hay cả. Dùng người cho đội tuyển quốc gia mà chọn các cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm, loại các cầu thủ trụ cột giàu kinh nghiệm, còn viện dẫn lý do này nọ, đưa Việt Nam từ hạng 94 FIFA và 15 châu Á lên hạng 105 FIFA và 19 châu Á. Con số nó không biết nói dối. Trong cuộc sống thử việc chỉ có 3 tháng thôi, ông Châu Cia là gần 1 năm thua, tức là không hiệu quả. Ông nên nhận lỗi và xin từ chức. Có một điểm chung trong hai trận thua của Việt Nam trước Indonesia, đó là kinh nghiệm và sai lầm. Hãy nghe huấn luyện viên Châu Cier nói về lý do U23 Việt Nam thua Indonesia ở bán kết SEA Games 32. Huấn luyện viên Châu nói như thế này: "Bàn thua phút cuối xảy đến vì đội hình non trẻ, họ chưa đủ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm để đưa ra quyết định chính xác vào thời điểm quan trọng. Dù sao tôi cũng hài lòng với các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết mình." tôi đã yêu cầu cầu thủ thay đổi tư duy, chủ động chơi bóng và tấn công. Giải này cho thấy họ tiến bộ. Chúng tôi đã chơi tốt trước một Indonesia rất mạnh. Về hai bàn thua từ các pha ném biên của Indonesia, huấn luyện viên Châu Sia nhận xét, chúng tôi bố trí 10 cầu thủ trong vòng cấm nhưng vẫn thủng lưới vì thiếu tập trung, thiếu kinh nghiệm và thực chiến. Nhà cầm quân người Pháp còn dẫn chứng Việt Nam vô địch SEA Games năm 2019 có đến 9 cầu thủ kinh nghiệm khoác áo đội tuyển. Đó là sự khác biệt mà ông không thể có ở SEA Games 32. Cầu thủ non trẻ, thiếu kinh nghiệm, thiếu thực chiến là lý do huấn luyện viên Châu bào chữa. Đồng thời, ông Châu cũng đề cập đến những bất cập và hạn chế trong đội hình, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc quản lý áp lực và đối phó với những tình huống khó khăn trong trận đấu. Những phân tích và nhận định của ông cho thấy ông đang tích cực tìm kiếm giải pháp để khắc phục những yếu điểm và nâng cao khả năng cạnh tranh của đội tuyển. Trong khi đó, tình hình của huấn luyện viên Park Hang-seo lại hoàn toàn khác biệt. Với những thành công đã đạt được cùng đội tuyển Việt Nam trong quá khứ, ông Park không chỉ nhận được sự yêu mến và tin tưởng từ người hâm mộ mà còn được coi là người có khả năng mang lại sự thay đổi tích cực và đột phá cho bóng đá nước nhà. Sự quay trở lại của ông Park được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho đội tuyển. Với những chiến lược và phương pháp huấn luyện tiên tiến, cùng với đó là sự tập trung vào việc phát triển lực lượng cầu thủ, nâng cao tinh thần thi đấu và khả năng chịu đựng áp lực trong những giải đấu quốc tế. Đối với những người yêu mến bóng đá Việt Nam, sự trở lại của huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ mang lại hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đội tuyển quốc gia mà còn là minh chứng cho sự đánh giá cao và sự tôn trọng mà bóng đá Việt Nam dành cho ông. Đây cũng là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế qua đó góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh này, kỳ vọng đặt lên vai huấn luyện viên Park Hang-seo là rất lớn. Cả quốc gia đang hướng về ông với niềm tin rằng ông có thể tái hiện những kỳ tích đã từng làm nên, đồng thời đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa trên đấu trường quốc tế. Người hâm mộ kỳ vọng rằng với sự trở lại của ông, đội tuyển Việt Nam sẽ có những bước tiến mạnh mẽ từ việc củng cố nền tảng kỹ thuật, tinh thần chiến đấu cho đến việc xây dựng và phát triển chiến lược lâu dài cho bóng đá nước nhà. Trong khi đó, mọi ánh mắt cũng đều đổ dồn về phía VFF và các bên liên quan để xem liệu họ có thể đáp ứng những yêu cầu và kỳ vọng này hay không. Việc đàm phán và ký kết hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ là quyết định mang tính chiến lược mà còn thể hiện cam kết và quyết tâm của bóng đá Việt Nam trong việc hướng tới sự phát triển và thành công. Mỗi bước đi từ nay về sau sẽ được người hâm mộ theo dõi sát sao với hy vọng rằng mọi quyết định sẽ đưa đến những kết quả tích cực đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá việt nam một kỷ nguyên mà ở đó đội tuyển quốc gia không chỉ thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường mà còn phát huy tối đa khả năng và tiềm năng của mình vươn lên mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế